Chào cô chú anh chị, rất vui được gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo của Thành nha. Bữa nay Thành đang có ở tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang của chú anh chị. Bữa nay là 21 âm lịch nha, là ngày giỗ cố của ông Trần Văn Thành của chú anh chị, lần thứ 151 nha. Lễ được diễn ra thì trong 3 ngày, ngày 20 với 21 âm 2 của chú. Bây giờ thì buổi chiều có 5 giờ của chú Thành đang đứng trên đầu cầu này. Thành sẽ quay màn hình lại cho cô chú anh chị mình xem cảnh lễ giỗ của ông Trần Văn Thành nha. Bây giờ là 4:30 chiều 20 của chú. Thành đang đứng trên chiếc cầu Vinh Sơn Trung nha. Cái này đụng mới thưa cô chú. Ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nha. Trên chiếc cầu này thì buổi chiều này bà con cũng đang chuẩn bị đi cúng cô chú. Bên kia cũng có một chiếc cầu nữa, bà con cũng đang đi bên kia nữa cô chú. Dưới sông thì ghe thuyền cũng đổ đang nhiều nha. Thành sẽ quay con đường từ cái cầu mình đi vô tới bên trong luôn nha. Cô chú anh chị xem video nhớ ủng hộ cho Thành một like, một đăng ký kênh, như một chia sẻ, để lại một bình luận cho Thành làm những video khá hay gửi tới cho đại gia đình mình nha. Bước vô từ đầu cổng cho tới vào dài về trong thì bà con ở đây bán đồ cũng rất là nhiều cô chú. Ở đây là có chỗ giữ xe ở đây nha. Thằng này sẽ đi dài về bên trong dẫn đại gia đình mình đi nha. Trên con đường dài đi vô bên trong thì cũng có rất nhiều các anh bảo vệ ở trên con đường này đây cô chú. Đề phòng tình trạng móc túi và cướp giật. Ở đây thì hai, đề nghị bà con giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. Mấy anh cũng có nhắc nhở cô chú anh chị mình nếu mà đi vô đây thì cũng nên cẩn thận đồ đạc của chút. Bên đường này thì xe cộ đang gửi dưới này cũng rất là nhiều cô chú. Cho dù là chiều này là mới 20 thôi nha. Hai bên này thì ruộng mới thu hoạch rồi cô chú. Ở đây thì bà con ta làm cái bãi giữ xe. Ở trên con đường đây thì mình thấy như bà con cũng cung cấp nước từ thiện cho khách đi đường nha. Thì lễ hội giỗ cố Trần Văn Thành thì diễn ra trong 3 ngày cô chú. 20 với 21 22 nha.
thì Thành đi là chiều này, chiều 20 đêm nay với ngày mai nữa thì bà con sẽ vậy thì cũng sẽ đông hơn những ngày sắp tới. Vô trong thì sẽ có những món ăn từ thiện của chú. Ở cha cũng có một số bà con đi cúng gì đi mới ra đây chú này. Cặp bên đường đây thì có một con sông của chú, ở dưới đây cũng có ghe 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 chàm dưới này. Tối này thì bà con sẽ tập trung tại ở đây rất là đông nha. Cô chú anh chị mình thì đi vô đây thì cũng nên cẩn thận một chút về tiền bạc điện thoại được nha. Ở trong đây thì có băng nón rồi cô chú, đồ chuyên dụng nha. Ở trong thì có đang áo dụng ở trong thì bán đồ rất là đông như đúng. Buổi chiều thì hai bên đường thì các cô chú anh chị bán đồ ở đây cũng rất là nhiều nha. Nếu mà cô chú mình nó có mua nhang thì túng thì tới đây cô chú, ở đây có bán nhang rồi luôn nha. Hello, tối nè thì lượng khách ở đây sẽ đông lắm nha. Ở đây mình sẽ gặp mấy anh đi bán kẹo thôi cô chú. Hồi nãy Thành cũng có hỏi thăm một số cô chú anh chị thì cũng ở rất là xa nha, hàng trăm cây số cũng đi về đây viếng lễ cũng ông Trần Văn Thành có chút. Đây người ta có những nhìn tại sinh chung không biết thì lại không có
đề nghị bà con khách quý trên sân chung thực hiện tốt theo tinh thần thông báo. Bà con cũng đang ban quản lý trên sân chung thông báo: một, bà con đến chuyến trên sân chung cẩn thận giữ gìn tiền điện thoại, không đem được trang vàng vòng dây chuyền bông tai, đề phòng sơ cảm. Bà con đi cũng mới chiều nhưng rất đông nha. Đề nghị bà con giữ gìn vệ sinh chung, không có các thành sẽ đi qua bên kia cầu, sẽ quay cho cả nhà mình xem nha. Thôi đi trở lại. Đứng cho cái hồng đâu. Đêm nay là cái đường này sẽ kẹt xe vô đúc, không có đường đi luôn nha. Thành sẽ đi qua một chiếc cầu này, quay những hình ảnh đi cúng lễ của ông Trần Văn Thành cho cô chú mình xem nha. Hai, xin chào. Chào em gái nha. Mình ở đâu đi cũng đi em gái. À em gái gần đây cô chú. Mình đi qua một con cầu nha. Ở đây thì bà con ở đây thì mua bán cũng rất là nhiều với lúc cầm thấy bình thường nha. Ở đây Thành đang đứng trước cửa bà cố Nguyễn Thị Thạnh thôi chú. Mình muốn vô trong thì mình sẽ bỏ dép bên ngoài nha. Thành sẽ đi vô trong quay cho cô chú mình xem nha. Ôi bà cứ lỡ khoan lên con đúng không? Bà con cũng đang vô trong đây đang cúng cô chú. Bà con cũng đang cúng này. Chút xíu Thành cũng sẽ cúng nha cô chú. Lần đầu tiên Thành tới quay cho cô chú anh chị mình xem cảnh cúng ông Trần Văn Thành nha. Bên kia thì cũng còn nhiều chỗ nữa, Thành sẽ dẫn cô chú mình đi một vòng nha. Bây giờ Thành sẽ đi một vòng trong đây, dẫn cô chú mình tham quan ở đây nha. Xa xa bên kia là ruộng cô chú. Có mấy chiếc máy cày đang còn cày ở ngoài kìa. Ở xung quanh đây thì cánh đồng ruộng mới thu hoạch lúa xong cô chú. Đang đốt rơm thì nghe mùi gốc gạ rơm không nha. Rất là thơm mùi rơm.
Thành sẽ quay cho cô chú mình xem này. Nơi tôn nghiêm, cấm tụ tập ăn uống của chú. Bên kia thì bà con cũng đang chụp hình bên của chú. Thành sẽ quay cận cảnh cho cô chú mình xem nha. Đây là mới buổi chiều thôi cô chú, nhưng mà lượng người đổ về đây cũng rất là đông. Thành sẽ đi vòng ra bên ngoài. Bây giờ Thành sẽ quay lui, Thành cúng một cái, Thành đi quay tiếp nha. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Thành cũng rồi, bây giờ Thành sẽ dẫn nè cả nhà mình đi tiếp nha. Ở đây là rất là rộng đó cô chú. Ban đêm thì có chỗ cho bà con ngủ nghỉ ở đây luôn nha. Ở đây thì có rất là nhiều anh công an, anh bảo vệ với trật tự để cô chú vậy đó hả. Còn ở trong đây thì những món ăn miễn phí kìa. Còn ở chỗ này là đền thờ nha cô chú. Ở đây là đền thờ, đền thờ anh hùng dân tộc nha. Mình vô những cái chỗ này thì mình để dép ở ngoài cô chú. Hai cả nhà. Bà con ở lại đây cũng rất là đông nha. Cho ông gà làm đỡ không anh? Dạ. Chúc anh một buổi chiều đắt khách nha. Dạ. Ở đây thì có những cái lá sen này cô chú. Chỗ này thì bà con lên chụp hình rất lý tưởng nha. Nhưng mà thằng thấy cái chỗ này là gạch để hơi trơn nha bà con. Cô chú nào đi lại chỗ này thì chụp hình cũng nhớ lưu ý nha. Hơi trơn cô chú. Thành mới bước lên có hai bước nhưng mà thấy trơn nha. Hai bên này thì thấy có những búp sen thế này cô chú. Thành sẽ dẫn cả nhà mình đi khắp dạo một vòng tại
khu vực này nha. Cô chú mình thấy bên kia đây một cái tháp rất là lớn, cô chú rất là cao nha, 7 tầng cô chú. Bà con cũng đang lên tỉnh ngắm tham quan. Ở đây thì nhiều cô chú anh chị chụp hình tại khu vực này cũng rất là đông nha. Ở đây thì có mấy anh chụp hình đó cô chú, nếu mà cô chú đi lại khu vực này cũng thì có chụp những cái mình lưu niệm thì ở đây có mấy anh phục vụ cho cô chú mình nha. Ở đây thì có bảng nè cô chú, xin quý khách vui lòng không mang giày dép, thức ăn uống trong đền thờ nha cô chú. Nếu mà cô chú mình coi lại đây cúng giếng thì cũng nên lưu ý những điều này nha. Mới chiều 20 thôi cô chú, ở đây cũng có một số bà con đang đẳng cũng nghỉ mệt chứ ở xa lại mang võng chờ đằng tới giờ cúng nha. Một cái lễ cũng rất là lớn cô chú. Ở đây thì có một cầu thang đi lên trên nha, nhưng mà Thành không có lên quay cho cô chú mình tại vì đi lên cầu thang á đi xoay quay nó thấy chóng mặt không cô chú. Cái cổng này là đổ quốc cùng dương cô chú. Ở đây Thành thấy có những chú rồng cũng rất là đẹp ha. Xung quanh ở đây là những chú rồng hết trơn, rất là đẹp nha. Bà con ở đây thì đang chụp hình làm lưu niệm một chút. Ở đây dưới đây Thành thấy cũng có tỉa bắp mình dưới nữa cô chú. Còn bên kia thì bà con ở phương xa lại cái gì mà máng võng nằm ở dưới kìa. Ở đây thì bữa tối thì cũng có chỗ cho bà con mình ngủ qua đêm nha. Đây có mấy cô ở xa cái gì hết kìa, mấy cô xa đi lại đây nghỉ.
Cô mình ở đâu lại đây vậy cô? Cô ngủ gì cô chú? Thành sẽ dẫn cả nhà mình đi lại những điểm khác nha. Trong đây thì cô bác là đang khủng rồi cô chú. Nam mô Di Đà Phật. Bà con cũng đang cúng mà buổi chiều đó cô chú. Hai bên ở đây thì có hai chú cộng cũng rất lớn một chút. Chút xíu Thành sẽ dẫn cô chú mình đi qua bên lò rèn Bảy Thưa rồi bên bên kia nha, dẫn cô chú chị mình tham quan một trọn tại khu vực này. Buổi chiều bà con đổ về đây cũng khá là đông, đông nhất là đêm nay với ngày mai cô chú. Đây các cô đang leo lên trên trên lầu của chú. Ở đây có 7 tầng nha. Ở đây có hai cổng của chú, một cổng thì đi lên, còn một cổng đi xuống nha. Cổng này là đi lên nè. Bà con đi lên ở trên đó. Còn cái cổng bên kia cũng đi xuống. Ở đây thì cũng có để chữ nè, chữ đi lên đi xuống nha. Ở đây thì cảnh bà con buổi chiều này nằm nghỉ một chút. Ở đây thì buổi chiều nhưng mà rất là đông nha. Bên kia thì cũng rất là đông, cô chú chị đi bên kia kìa. Chú gia đình mình từ xa tới đây hay gì chú? Ở Cà Mau, tận Cà Mau cô chú. Tận Cà Mau lên đây cũng dinh cô chú. Cái này mình đi từ bữa nào cô chú? À, bữa 19-20 rồi, tối mình nghỉ qua đêm đây luôn hả chú hả? Cái này bữa nào mình mới về lại Cà Mau lại chú à? Để xong quá. À xong là bữa 22 hả? 21 rồi xong chú là ngày mới. Lễ này cũng rất là lớn á, bà con ở đâu cũng vài trăm cây số cũng lại đây, con cũng có hỏi thăm một số. Cũng ở dạ, ở cũng trong mấy ngày trong mấy thì thôi con cảm ơn mấy chú nhiều nha, chúc mấy chú có một ngày đi cũng vui vẻ nha mấy chú. Dạ. Hôm nay thì
có mấy chú trâu của chú. Bà con lại đây cũng là xin nha, cũng tha đồ có mấy ổng hộ độ cho một năm an lành, sức khỏe dồi dào của chú. Trong video này Thành cũng chúc cho cô chú chị mình đi cũng cũng là được nhiều sức khỏe. Căng rồi. Chưa được 300. Như ở đây mấy em gái cấp nước miễn phí à. Cái này mình nước này mình miễn phí cho bà con hả em trai? Đúng rồi, nước miễn phí nha mọi người, cứ đến với Vinh Sơn Trung thì được uống nước. Cô chú chị mình lại Vinh Sơn Trung thì ghé đây có nước miễn phí nha. Cảm ơn con nhiều nha. Hello mọi người, đến Vinh Sơn Trung nào. Vinh Sơn Trung lúc nào cũng gang tay đón cô chú chị mình hết nha. Vậy hết đấy. Vậy thôi con về, cái phải về vừa. Chúc cho mấy đứa một buổi chiều vui vẻ nha, bán được cái này là nước hột é gì cô chú? Nước hột é này cô chú, nếu mà cô chú mình đi lại đây thì bà con ở đây có nước miễn phí, với vô trong kia có ăn uống miễn phí luôn cô chú. Ở đây thì cũng rất là đông, có bánh xèo luôn cô chú, bánh xèo hữu duyên nha. Còn bên kia thì nước uống miễn phí, vô đây thì đa số là miễn phí không cô chú. Thành sẽ đi dài con đây quay thêm một số hình ảnh để cho cô chú mình xem nha. Ở đây thì có một chiếc cầu như thế này cô chú. Bên đây thì mình lối đi vô nha, còn đi ra thì mé bên kia, bên kia có đường đi ra cô chú. Bây giờ mới chiều thôi nhưng mà bà con cũng đi vô đây cũng rất là đông nha. Thành cho Thành nha, qua cho cô chú anh chị xem nha. Bà con cũng đang vô để cúng cô chú. Mình vô những chỗ này thì mình để dép ra nha cô chú. Nam Mô Di Đà Phật. Thành cũng cúng cho chú. Ở đây Thành thấy có một chú rùa vàng nha, trên đây một chiếc hồ đó cô chú. Rồi bây giờ Thành sẽ đi dạy vô các điểm bên trong nữa nha. Ở dưới đó là ruộng lúa của chú mới thu hoạch rồi nha,
đang đốt rơm chuẩn bị làm cho mùa tới. Bà con thì tới đây cúng thì cũng cầu mong cho một năm an lành, thắng lợi và mang được mùa của chú. Ở đây bà con hay đi lại đây có chỗ khu vực nghỉ ngủ luôn cô chú. Bà cụ đây bà cũng đang nghỉ đây nè. Ở đây thì bà con cũng đang cúng ở đây nha cô chú. Mới xế chiều thôi nha mà số lượng người đổ về đây rất là đông nha. Thành con cúng luôn nha. Nam mô Di Đà Phật. Cái này là đền thờ Gia Lạc Long Quân cô chú. Bà con ở đây cái khu này là khu vực là bà con nghỉ cô chú. Ở rất là xa đi lại đây nha. Mấy cô chú này cũng ở xa lắm, mấy gì mà đi lại đi đem đồ theo nghỉ qua đêm này. Mình ở đâu chú? Vị Thanh ha? Dạ, Hậu Giang của chú. Hậu Giang tới đây. Dạ. Đa số là con thấy ở xa lại đây không à? Mà cái lễ này lễ dỗ lớn á, thử ra thì bà con ở trên hình hầu như là vài trăm cây số là tập trung về đây rất là đông á. Dạ. Dạ. Nói tới ông Trần Văn Thành thì ai cũng biết tới. Một cái vỗ cố rất là lớn một chút. Dạ. Mình lúc nào mình cũng trọng mấy ông lớn rồi mình cũng đi cúng cho mấy ông cũng phù hộ cho mình một năm cũng sức khỏe thì cũng dồi dào, cũng gặp nhiều thắng lợi hả cô chú. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Thôi con cũng chúc cho mấy cô mấy chú cũng một ngày đi cúng cũng được nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Nhiều. Bà con ở đây thì đi cúng à. Dạ. Dạ con quay con lên YouTube cho cô bác ở xa người ta coi. Dạ. Bà con thì ở xa lại đây nghỉ la liệt như thế này coi chút. Giờ dài đây thì mới buổi chiều thôi mà cũng rất là đông nha. Rồi tối nay Thành tranh thủ quay sớm để tối mình không đi được cô chú, kẹt không mình không có thể nào xoay được quay được. Cái này là di tích minh chứng của chú, vĩ sắc lò gèn nha. Cái này là mình mấy chú đây
những cái hình ảnh lúc trước làm những chiếc gươm của chú chị để chống chọi với giặc nha. Những cái hình ảnh nhìn rất là thân thuộc nha. Đây là người ta thường gọi là lò rèn bảy thưa đó các chú. Ở đây thì rất là nhiều khách tra lại cúng với tham quan của chú. Cái này mấy ông làm những chiếc gươm nè. Bên kia là gươm dao bên con. Còn ở đây thì bà con thì ở phương xa lại đây nghỉ ngủ qua đêm tại đây cô chú. Đó, những cái hình ảnh của những chiếc đệm như thế này thì bà con lại đi nghỉ cô chú, nghỉ cho nó khỏe rồi bắt đầu là mình sẽ tiếp tục đi cúng giếng nữa nha. Ở đây là đa số khách phương xa cô chú. Lượng người thì càng ngày càng đổ về rất là đông nha. Hai bên đường đông kín người hết trơn cô chú. Video Thành xin tạm dừng ở đây. Nếu cô chú anh chị thấy hay thì cho Thành một like, một đăng ký kênh cũng như một chia sẻ để làm một bình luận để cho Thành làm những video khác hay gửi tới cho đại gia đình mình nha. Cuối video thì Thành cũng chúc cho cô chú anh chị một ngày mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bên gia đình nha.